chiến lược hậu cần của Kiev sụp đổ. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, có một nhận xét giờ khóc giờ cười như thế này. Khi Trump lên làm tổng thống thì chiến tranh biến mất, còn khi Biden lên làm tổng thống thì người Ukraine biến mất. Tình huống hiện tại ở Ukraine đúng là như vậy. Sau 22 tháng chiến tranh, Nga đã phóng số tên lửa gấp nhiều lần Hoa Kỳ phóng đi trong suốt 20 năm diễn ra các cuộc chiến ở vùng Trung Đông và Moscow đang khiến cho chiến lược hậu cần của Kiev sụp đổ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về câu chuyện này, cũng như là những sự kiện thú vị khác đang diễn ra trong những ngày qua, ngay sau đây. Chiến lược hỗn hợp của Nga khiến Ukraine choáng váng Có vẻ như là mọi thứ đều đang diễn biến tồi tệ đối với Ukraine. Nga đã bắt đầu khởi động chiến dịch tàn phá các cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước này, và ngày hôm qua họ tập trung chủ yếu vào Kiev và Kharkov. Hơn 100 tên lửa đã được sử dụng cùng với nhiều máy bay không người lái, Ukraine tuyên bố rằng Kiev là thành phố được bảo vệ tốt nhất trên thế giới trước các cuộc tấn công trên không và sự hỗ trợ của phương Tây đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đó. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Kiev được tổ chức theo từng lớp với hàng loạt các hệ thống tên lửa tân tiến và danh tiếng như là Patriot, NASAM, IRT và hệ thống S-300. Tuy nhiên, ngày hôm qua thì chúng ta đã chứng kiến tên lửa của Nga xuyên thủng hàng phòng thủ của Kiev một cách dễ dàng mà gần như không có một chiếc nào bị bắn hạ. Tất nhiên là Kiev vẫn tuyên bố tỷ lệ bắn hạ trên 90% như thường lệ. Đặc biệt là tướng Zaluzny còn tuyên bố đã bắn hạ 10 trên 10 tên lửa siêu thanh Kinzo. Có người sẽ hỏi rằng, bằng cách nào mà chúng ta biết đó là tên lửa Kinzo? Ngoài tốc độ đáng kinh ngạc ra, người ta còn thấy nó có vẻ ngoài khá giống với một tên lửa là Iskander M trong quá trình lao xuống mục tiêu. Điểm khác biệt duy nhất ở đây đó là, khi mà Iskander lao xuống thì nó sẽ không phát sáng do tốc độ tên lửa thấp và mức độ ma sát với không khí không cao. Còn Kinzo thì ngược lại, với tốc độ Mach 10, nó đỏ rực như là một tia lửa cắt ngang qua bầu trời. Phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine Yuri Ignat mới đây đã thừa nhận rằng họ chưa bắn hạ được một tên lửa Kh-22 nào kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Bởi vì theo ông này thì tên lửa Kh-22 bay với tốc độ 4.000 km h tương đương với Mach 3, tiếp cận mục tiêu chủ yếu theo quỹ đạo đạn đạo và cần phải có các phương tiện đặc biệt để có thể đánh chặn nó. Rõ ràng là một phát ngôn viên có thẩm quyền nhất của Ukraine về lĩnh vực phòng không như là Yuri Ignat đã phải thừa nhận rằng Ukraine không có khả năng tiêu diệt tên lửa Mach 3. Vậy thì, làm cách nào để họ có thể tiêu diệt được 10 trên 10 tên lửa siêu thanh Kinzo có tốc độ Mach 10 tương đương với 12.000 km trên một giờ đây? Cuộc không kích kéo dài trong vòng hơn 3 giờ vào sáng ngày 2 tháng 1 đã khiến cho cảnh báo không kích vang lên trên khắp Ukraine. Nga đã áp dụng một chiến lược hỗn hợp mới mà lực lượng phòng không Ukraine đơn giản là không thể đối phó được. Theo chuyên gia bình luận quân sự Sergei Koliasnikov, thì chiến thuật này được gọi là ba làn sóng, hay còn được gọi là chiến thuật mồi nhử mà chúng tôi đã đề cập. Đầu tiên, người Nga phóng UAV Geran. Tiếp đến đến làn sóng thứ hai thì nó bao gồm tên lửa hành trình và đạn đạo. Và ở làn sóng thứ ba, các loại vũ khí siêu thành sẽ được sử dụng sau khi lực lượng phòng không Ukraine bị phát hiện vị trí. Có tin đồn rằng ngày hôm qua một khẩu đội Patriots đã bị một trong những chiếc kiên rồ này bắn trúng. Rõ ràng rằng, cuộc không kích đã phơi bày sự dối trá trong tuyên bố của giới lãnh đạo Kiev về năng lực thực tế của các hệ thống phòng không NATO. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine chỉ có thể đánh chặn được 23% số tên lửa đang lao tới. Tổng thống Zelensky tuyên bố trong vài ngày qua rằng Nga đã sử dụng 500 tên lửa và UAV để tấn công rộng khắp Ukraine. Vì vậy, nói về tổng số tên lửa, điều duy nhất khiến cho Kiev có thể tự an ủi mình. Đó là sau cuộc tấn công ngày hôm qua thì kho vũ khí của Nga đã vơi xuống một chút. Có điều là bất chấp truyền thông phương Tây liên tục dự đoán kho tên lửa của Nga sớm cạn kiệt, thì Moscow vẫn tích cực cho ra lò những loại vũ khí mới. Vào tháng 11 năm 2022, Nga chỉ sử dụng 120 tên lửa Iskander và vài chục tên lửa Kalib, nhưng con số này đã tăng lên một cách đáng kể vào cuối năm 2023. Kiev che giấu thông tin Nga tích cực sản xuất vũ khí Cuộc tấn công tên lửa của Nga hôm 2 tháng 1 vào Kiev chủ yếu nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp phát triển, sửa chữa và sản xuất máy bay không người lái. Hiện các nghị sĩ quốc hội Ukraine đang muốn văn phòng Tổng thống Zelensky làm rõ loại kho sản xuất nào đang bị tấn công. Sự kiện vào hôm 2 tháng 1 đã tiếp nối chuỗi sự kiện là các cú đòn tấn công vào hôm 29 tháng 12 của Nga giáng vào nhà máy quân sự Atiyom và phòng thiết kế Lodz. Nguồn tin nội bộ của Ukraine ngày hôm qua cho biết chiến lược xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí tại Kiev, nơi được coi là thành phố an toàn nhất ở Ukraine, hiện tại đã thất bại. Hệ thống phòng không Ukraine không thể đối phó được với các cuộc tấn công tên lửa ồ ạt của Nga và hầu hết các nhà xưởng được xây dựng đều bị phá hủy. Câu hỏi đặt ra đây là làm cách nào để có thể tự chủ cung cấp đạn pháo và UAV nếu như không có những nơi an toàn để sản xuất ở trong nước? Trong khi đó, thì cựu tướng Ukraine là ông Grivonos mới đây đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Kiev cần phải thành thật thừa nhận thực tế rằng chỉ riêng một công ty như là công ty trang bị tên lửa chiến thuật tại thành phố Korolev của Nga đã sản xuất được 1.321 tên lửa hành trình trong năm nay. Trong khi người dân Ukraine luôn được thông báo rằng Nga không còn khả năng sản xuất bất cứ một thứ vũ khí tân tiến nào do thiếu đi linh kiện. Cựu tướng này than thở rằng giống như toàn bộ người dân Ukraine, ông đã bị lừa. Hóa ra Nga đã chuẩn bị một cách chuyên nghiệp cho các cuộc tấn công. Những video mà người dân Kiev đăng lên mạng đã xác nhận điều này hỏa hoạn bùng phát ở khắp nơi trong thành phố. Nó cho thấy rằng hệ thống phòng không của NATO đã bất lực trước các đòn tấn công của người Nga. Để so sánh thì chúng ta có một số liệu như sau. Mỹ được cho là có tổng kho dự trữ khoảng 4.000 tên lửa Tomahawk và họ đã bắn tổng cộng khoảng 2.000 quả trong suốt thập kỷ 90 qua các chiến dịch như là bão táp sa mạc, chiến tranh Nam Tư, Iraq và kéo dài cho đến ngày nay. Như vậy thì chúng ta có thể thấy Nga hiện đã bắn nhiều tên lửa hành trình hơn tất cả các thành viên NATO, bao gồm cả Mỹ cộng lại. Con số 7.400 tên lửa mà Reuters thống kê chứng thực cho tiết lộ của cựu tướng Ukraine về việc chỉ riêng một công ty quốc phòng nhỏ của Nga cũng đã sản xuất được hơn 1.300 quả tên lửa mỗi năm. Trong khi đó, giám đốc điều hành tập đoàn vũ khí Rostec hàng đầu của Nga là ông Sergei Chemevov mới đây hứa hẹn rằng sản lượng sản xuất xe tăng, xe bọc thép và đạn dược của công ty này năm nay sẽ lớn hơn nhiều so với hai năm trước gộp lại. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi tờ Wall Street Journal đã mở đầu năm mới 2024 với một loạt các bài viết mang đầy tâm trạng u sầu như sau. Nếu gọi là khủng hoảng thì hơi quá mức, nhưng nó mô tả chính xác những gì mà Ukraine đang phải đối mặt khi năm 2024 bắt đầu. Quân đội ở tiền tuyến đang cạn kiệt đạn dược, đạn pháo đang được phân phối nhỏ giọt. Điều đó buộc Ukraine phải hủy bỏ các cuộc tấn công đã lên kế hoạch và khiến cho việc giữ vững các vị trí phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga trở nên khó khăn. Một sĩ quan phụ trách liên lạc của một tiểu đoàn Ukraine gần đây cho biết tình trạng thiếu đạn dược đã buộc đơn vị của ông ta phải giảm 90% cường độ khai hỏa kể từ mùa hè. Trong khi mà Ukraine gặp khó khăn như vậy thì các đồng minh phương Tây của họ lại lưỡng lự. Quốc hội Mỹ vẫn đang nghỉ lễ Tết và không biết cách nào để giải quyết được sự bế tắc đối với việc tiếp tục viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Nhà lãnh đạo thân Nga của Hungary thì phủ quyết gói hỗ trợ trị giá 52 tỷ USD do Liên minh châu Âu đề xuất nếu như những bế tắc này không sớm được giải quyết, khả năng duy trì chiến tranh, nền kinh tế và các chức năng cơ bản của chính phủ Ukraine sẽ gặp nguy hiểm. Trong khi đó, truyền thông Anh đưa tin rằng các kho dự trữ quân sự của Anh đang cạn kiệt sau khi trang bị vũ khí cho Ukraine. Điều đáng nói là thông tin này được đưa ra đúng vào thời điểm mà tờ The Times dẫn lời nguồn tin của các quan chức tình báo quân sự Anh tin rằng Ukraine không thể giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga vào năm 2024 bởi vì nước này không có đủ nhân lực hoặc là vũ khí cho một cuộc đột phá lớn trên chiến trường. Tuy nhiên, một số quan chức trong chính phủ Anh vẫn tin tất cả những gì cần thiết để giành được chiến thắng trước Tổng thống Putin là thời gian và châu Âu cần phải đẩy mạnh sản xuất vũ khí để giúp đỡ Ukraine tiến lên mà không cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Có một điều là các quan chức châu Âu hiện tại đã quên mất rằng, nhìn chung, các cuộc thăm dò ý kiến gần đây của công chúng ở nhiều quốc gia phương Tây đều cho thấy họ đã quá mệt mỏi về chiến tranh. Ở khắp châu Âu, giới lãnh đạo hiếu chiến hiện phải lo lắng nếu như ông Trump thắng cử thì sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine có thể bốc hơi. Đồng nghĩa, nó đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của NATO thúc đẩy cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Tờ The Times viết như sau. Nếu như Hoa Kỳ buộc phải lùi bước do Đảng Cộng Hòa trì hoãn việc viện trợ quốc phòng cho Kiev, thì châu Âu sẽ phải tăng cường và duy trì dòng viện trợ. Tờ này dẫn nguồn tin từ một quan chức Anh nói rằng Liệu châu Âu có nên rút lui chỉ vì Trump nói sẽ không cho thêm một đồng nào gửi tới Ukraine hay không? Tôi nghĩ hầu hết đều nhận ra rằng Tổng thống Putin không thể được phép giành chiến thắng vì hậu quả đối với an ninh châu Âu là nghiêm trọng. Nhưng mà giới quan sát coi đây là một giấc mơ viển vông bởi vì viện trợ của Mỹ cho Ukraine vượt trội hơn nhiều so với châu Âu. Và cuối cùng, để hiểu rõ được về chiến thuật tấn công chậm rãi cũng nhiều ổn định của người Nga, chúng ta hãy nhìn vào bản đồ này đây là bản đồ về tất cả những lợi ích lãnh thổ mà quân Nga đã đạt được chỉ trong tháng cuối cùng của năm 2023. Các vùng đất họ mới giành lại được có màu đỏ, đó là tại Kremlin-Naya, Soleda, Adipka, Bakhmut, Marinka và ở các khu vực khác của mặt trận. Trung Đông hỗn loạn nổ lớn tại nghĩa trang Iran, Houthi lại tấn công tàu chở hàng. Những diễn biến trong vài ngày đầu năm 2024 cho thấy một sự bùng nổ đầy nguy hiểm Khởi đầu năm 2024, chúng ta chứng kiến 3 biến cố lớn xảy ra chỉ riêng tại Nhật Bản. Đầu tiên là động đất, cảnh báo sóng thần cực lớn kèm theo đó là lo ngại phóng xạ tràn ra đại dương. Tiếp đến là vụ hai máy bay đâm nhau và hỏa hoạn tại một trung tâm thương mại của Nhật. Trong khi đó, ở Hàn Quốc, lãnh đạo đảng Dân Chủ đối lập bị đâm vào cổ trong một vụ ám sát hụt. Còn tại Ukraine thì người ta đã chứng kiến cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga. Tất cả diễn ra trong bối cảnh Elon Musk dự đoán rằng năm 2024 sẽ thậm chí còn điên rồ hơn so với năm 2023. Điều này cũng đang ứng nghiệm không chỉ tại Đông Âu mà còn là ở Trung Đông. Tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông được đánh dấu bằng hai vụ nổ gần nơi chôn cất tướng Iran Soleimani ở thành phố Kremlin của nước này. Vụ nổ đã khiến ít nhất 95 người chết và hơn 200 người bị thương. Truyền thông Iran cho biết, vụ nổ đầu tiên diễn ra cách mộ của tướng Qasem Soleimani 700m và vụ thứ hai xảy ra cách đó một cây số. Đây là một trong những vụ tấn công nguy hiểm nhất trong lịch sử Iran. Một số quan chức hàng đầu của Iran đã nhanh chóng đổ lỗi cho Israel và Mỹ. Trong khi đó, chính quyền ông Biden nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc này. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết, Hoa Kỳ không có lý do gì để tin rằng Israel có liên quan đến các vụ nổ. Và nói thêm, Hoa Kỳ cũng không liên quan đến bất kỳ một hình thức nào và bất kỳ một lời cáo buộc nào đều là lỗ bịch. Trong khi đó, thì lãnh tụ tối cao của Iran Khamenei cũng không nêu rõ quốc gia nào có khả năng đứng sau vụ tấn công lớn trong sự kiện tưởng niệm tướng Soleimani, nhưng cảnh báo rằng những kẻ gây ra thảm kịch này sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ. Sự kiện tại Iran xảy ra vào thời điểm không thể tồi tệ hơn và dường như nó có liên quan đến các sự kiện ở Gaza. Khu vực này đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh lớn. Trước đó, Phó Thủ lĩnh Chính trị Hamas đã bị ám sát trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Ngày hôm qua, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cũng có bài phát biểu quan trọng. Trong đó, ông này không đưa ra các thông tin chi tiết về các bước tiếp theo của Hezbollah hoặc là liệu xung đột có leo thang hay không. Nhưng mà ông khẳng định rằng việc sát hại phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Auri sẽ bị trừng phạt. Đồng thời, đe dọa và cảnh báo về việc chiến tranh không giới hạn nếu như Israel tuyên chiến với Liban. Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Auri là nhân vật đứng đầu trong danh sách Israel truy nã, gắt gao, trong nhiều năm với các cáo buộc tổ chức khủng bố ở trong và ngoài bờ Tây. Mặc dù Israel chưa chính thức đứng ra chịu trách nhiệm về vụ ám sát này, nhưng mà quân đội Israel hiện cho biết rằng họ đang ở trong trạng thái sẵn sàng cao độ cho mọi tình huống. Tất cả diễn ra trong bối cảnh cuộc giao tranh ăn miếng trả miếng vẫn tiếp diễn giữa Hezbollah và lực lượng phòng vệ Israel dọc theo biên giới phía nam của Liban. Chuyên gia phân tích chính trị quân sự Trung Đông là Amansas cho biết Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut hôm 2 tháng 1 đã gửi đi hai thông điệp. Một là đối với Hezbollah, họ muốn gửi tới thông điệp rằng lực lượng này không được chứa chấp các thành viên của Hamas nữa. Liban không được trở thành nơi trú ẩn cho Hamas và thánh chiến Hồi giáo Palestine. Thông điệp thứ hai gửi tới các nhà lãnh đạo của Hamas rằng không có nơi nào là an toàn cả. Vào tháng 8, phó lãnh đạo Hamas xấu số đã từng nói với kênh al Mayadeen của Liban rằng những lời đe dọa ám sát của Israel là một phần cái giá mà chúng tôi phải trả. Ông này cho biết, các vụ ám sát cũng như các hành động khác của chính phủ Israel có thể đẩy khu vực vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Ngoài ra, còn có những báo cáo mới về cuộc tấn công khác nhắm vào một tàu thương mại ở Biển Đỏ của lực lượng Houthi. Theo Bloomberg, Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công một tàu chở hàng treo cờ Mantan sau khi thuyền trưởng của con tàu này phớt lờ nhiều cảnh báo. Tuy nhiên, Hãng vận tải CMA CGM của Pháp là chủ sở hữu con tàu cho biết, con tàu container này không gặp bất kỳ một sự cố nào và đang đi qua khu vực biển đỏ với đích đến là cảng Alexandria của Ai Cập. Dữ liệu của Bloomberg cho thấy, con tàu đã tắt hệ thống nhận dạng tự động ở biển Ả Rập trước khi đi qua eo biển Ban Amandab, vốn là nơi tập trung các cuộc tấn công của Houthi trong những tuần gần đây. Một số hãng container lớn của thế giới đã quyết định phải thay đổi hải trình, đi qua mũi hảo vọng thay vì đi qua biển đỏ. Cuối tuần qua, Tàu container Maersk hàng châu treo cờ Singapore đã bị trúng tên lửa của Houthi khi đi qua phía nam Biển Đỏ, một trận hải chiến dữ dội sau đó đã xảy ra vào ngày 31 tháng 12, khi mà các máy bay trực thăng của Mỹ đã đánh chìm 3 thuyền và giết chết 10 phiến quân Houthi. Hiện tại, áp lực đang đổ dồn lên chiến dịch bảo vệ thịnh vượng tại Biển Đỏ do Mỹ dẫn đầu và nó báo hiệu rủi ro xung đột trong khu vực sẽ gia tăng mạnh mẽ trong những ngày tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất trong khu vực xung đột Trung Đông trong các video tiếp theo và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau